Anh chị Tân Dậu thân mến, có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Tân Dậu thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Hoan hỉ chào đón quý cô bác anh chị Tân Dậu đến với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị có một ngày nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị. Thưa cô bác anh chị Tân Dậu, có một vị thiền sư hỏi sư phụ. Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp, con ngồi xuống tịnh tâm tha thứ hết cho họ. Vài hôm sau người đệ tử trở lại, con đã học được tha thứ cho họ sư phụ ạ. Thật nhẹ cả người, coi như xong. Sư phụ đáp, chưa xong. Con về tịnh tâm mở hết lòng ra thương yêu họ. Người đệ tử gãi đầu, tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương yêu họ, thì thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù, bảo tốt, bây giờ con về tịnh tâm ghi ơn họ, nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy. Người đệ tử trở lại lần này, tin tưởng rằng mình đã học xong bài và anh tuyên bố con đã học được và ghi ơn hết, mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười, vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ họ không có lỗi lầm gì mà con tha thứ hay không tha thứ. Cô bác anh chị Tân Dậu thân mến, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi sự thù hận, giúp cô bác anh chị sống đời an nhiên hơn. Minh Đường Tử Vi biết rằng, có rất nhiều cô bác anh chị Tân Dậu đang theo dõi video vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó vì họ đã làm tổn thương đến cô bác anh chị. Thậm chí nhiều cô bác anh chị không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình mình. Thử hỏi nếu cô bác anh chị cứ ôm khư khư sự thù hận và oán ghét, xong rồi cuộc sống của cô bác anh chị liệu có trở nên tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Món nợ cô bác anh chị đang gánh, cô bác anh chị vẫn phải gánh. Những vấn đề trong cuộc sống cô bác anh chị đang đương đầu, cô bác anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tận tâm khảm cô bác anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cô bác anh chị vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu. Cuộc sống của cô bác anh chị nào có tốt đẹp hơn trước là bao. Dù trong giây lát cô bác anh chị có thể thỏa mãn được sự sân si khi thấy người mà cô bác anh chị oán hận gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất ở đâu đó trong thâm tâm của mình. Có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó. Nhưng có người lại học cách tha thứ tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa nghiệp. Nghe đến đây chắc hẳn cô bác anh chị đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không phải bậc thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi những cám dỗ về tham sân si được. Cô bác anh chị Tân Dậu thân mến, Minh Đường Tử Vi không khuyên quý bản mệnh Tân Dậu phải sống như Bồ Tát, vì điều đó vượt xa khả năng của cô bác anh chị, bởi vì cuộc sống là những sự lựa chọn, dù cô bác anh chị có chọn lựa sống như thế nào đi chăng nữa, thì cô bác anh chị vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình, không một ai có thể chịu trách nhiệm thay cho cô bác anh chị cả. Sống làm sao để trái tim và đầu óc luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc là được, hãy để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời cô bác anh chị trở nên tốt đẹp hơn. Còn những chuyện mà người khác có vô tình hay cố ý làm tổn thương bản mệnh Tân Dậu, thì cô bác anh chị hãy xem đó là một bài học cuộc đời, giúp Tân Dậu mạnh mẽ hơn để đương đầu với muôn trùng sóng gió ngoài kia. Cô bác anh chị đừng quá phiền lòng để oán ghét họ làm gì cho mệt người, bởi vì đời họ họ sống, lộc họ họ hưởng, mà nghiệp của họ thì họ tự gánh lấy vậy thôi. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của quý cô bác anh chị. Ngay sau đây không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý anh chị Tân Dậu quản lý tài chính là sức mạnh của tuổi này, cả trong cuộc sống riêng và trong công việc. Khi dính đến tiền nong, họ luôn tỏ ra thận trọng. Con giáp này có thể quản lý rất tốt tiền của người khác hoặc trở thành những cố vấn tài chính, giám đốc ngân hàng và kế toán giỏi, cũng giống như những chú gà cần mẫn. Miệt mài đào bới run ở những vùng đất khô cằn, người tuổi Tân Dậu có biệt tài tìm thấy tiền ở những nơi khó khăn nhất, đó là phần thưởng cho những ngày tháng lao động không ngừng nghỉ của họ. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Tân Dậu, họ liên tục tự xem xét quan điểm của mình để có cái nhìn thực sự đúng đắn.
Khi cần đưa ra bất cứ quyết định gì, họ thường nhìn nhận cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Tuổi Tân Dậu sinh ra là người có tổ chức, kỷ luật, họ ngăn nắp từ trong tư tưởng và thích giữ mọi thứ gọn gàng. Những gì chúng ta nhìn thấy ở người tuổi Tân Dậu thường cũng chính là con người thật của họ. Không có quá nhiều điều bí ẩn trong tính cách của con giáp này, họ không quá phức tạp, cũng chẳng quá sâu xa, nói đúng hơn họ rất thẳng thắn và cởi mở. Người tuổi Tân Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức, con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm áo quần. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Tân Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý, tuy ăn mặc hơi diêm dúa, nhưng bên trong họ lại là những người bảo thủ. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Tân Dậu. Họ liên tục tự xem xét quan điểm của mình để có cái nhìn thực sự đúng đắn. Khi cần đưa ra bất cứ quyết định gì, họ thường nhìn nhận cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Trong xung đột, họ đẩy câu chuyện đến cực điểm, nhưng sẽ bỏ chạy trước khi chiến sự nổ ra. Người sinh năm Tân Dậu rất có tài quan sát, nhận xét của họ thường khá tỉ mỉ, chính xác. Họ trung thực, cởi mở, nhưng đôi khi thẳng thắn tới mức lạnh lùng, cần cù, tháo vát, nhưng họ lại thường nóng nảy, bướng bỉnh. Họ đa tài và có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuổi Tân Dậu hết sức bền bỉ và không dễ để người khác bắt nạt. Thường thì họ biết mình muốn gì và sẽ nỗ lực để đạt được điều đó. Là người thích tranh luận, tuổi Tân Dậu có khả năng bác bỏ bất cứ ý kiến nào. Họ tranh luận để thể hiện mình thông minh, am hiểu đến nhường nào. Họ khéo léo trong cả lời nói và trong viết lách. Với tài bút chiến, con giáp này có thể trở thành những nhà báo hoặc nhà văn tuyệt vời. Tuy nhiên, vì say sưa với chính mình, đôi khi họ có thể bỏ qua cảm xúc của người khác khi tranh luận. Tuổi Tân Dậu cảm thấy vui khi ở nơi đông đúc, tại những bữa tiệc hay buổi gặp mặt. Họ thích được chú ý và ngay lập tức sẽ tìm cách thể hiện sự lôi cuốn của mình. Con giáp này hy vọng bạn sẽ lắng nghe họ và tỏ ra khó chịu nếu bạn không làm được điều đó. Khi gặp rắc rối, tuổi Tân Dậu thường tự vật lộn với chính mình và có thể tích tụ chuyện khó chịu rất lâu, hiếm khi chống trả, nhưng khi cần họ sẽ thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Tự hào về bản thân, tuổi Tân Dậu cũng bỏ nhiều công sức cho ngôi nhà, đó là nơi họ có thể phô diễn tài sản và gu thẩm mỹ của mình. Ngôi nhà của tuổi Tân Dậu sẽ rất gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ đều có nơi có chốn. Họ không ngại dành thời gian lau sạch các ngăn kéo, sắp xếp lại áo quần hay sách vở cho trật tự, ngăn nắp. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tháng 11 âm lịch là tháng hàn lạnh, âm khí trở nên mạnh hơn bình thường, dương khí đang hoài thai không đủ để sưởi ấm nhân gian, đất trở nên lạnh lẽo. Muốn âm dương cân bằng thì nên dùng nhiều dương, nhiều nhiệt lượng, nên bính hỏa và hành hỏa có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong tháng. Những người mạng thủy thì thuận về sự nghiệp, nhưng sức khỏe và tình cảm không tốt. Người mạng hỏa thì chỉ có tuổi bính thân, bính dần, bính tý, bính tuất còn thuận lợi, các tuổi mạng hỏa khác đều sẽ lao đao. Mạng kim thì có nhiều quý nhân che chở, nhưng căn khí tương sinh nên sẽ hao tổn nhiều sức lực, lưu ý giữ gìn sức khỏe. Người mạng mộc bình an nên nằm yên chờ cơ hội. Nhìn chung, đây được xem là một tháng khó khăn đối với con giáp tuổi Tân Dậu. Điều tốt nhất bạn nên làm, đó là hạn chế tối thiểu mức rủi ro có thể xảy ra với mình. Trong công việc, nếu mọi thứ suôn sẻ quá thì bạn không có cơ hội phát triển. Nhưng khi có chút sóng gió thì ta hay bất an, khuyên bạn nên bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ việc thường xuyên phải xử lý những chuyện phức tạp trước đây, mà bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề tương tự xuất hiện trong lần này, nhờ đó mà bản mệnh thể hiện được bản lĩnh. Tháng 11 năm 2023 này, do ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tương phá, nên có thể vì một tác động khách quan nào đó mà mọi việc không đi theo kế hoạch. Trong khi đó, bạn quá chủ quan, cố chấp và cho rằng mình không bao giờ sai thì sẽ không có cơ hội cải thiện tình hình đâu nhé. Hãy nhớ rằng, chẳng có ai không phạm sai lầm cả, lắng nghe ý kiến của người khác sẽ giúp bạn mau chóng tiến bộ hơn. Nhân duyên tốt đẹp cũng mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh, đặc biệt với những người hay phải đi xã giao, công tác, bạn cũng có cơ hội gặp được quý nhân vào thời điểm này. Tuy nhiên, vấn đề tình cảm có nhiều rắc rối vì bạn thường thiếu quan tâm đến nửa kia của mình mà chỉ tập trung cho sự nghiệp. Nếu bạn nhận ra và tìm cách điều chỉnh thì đôi lứa lại hạnh phúc, nồng ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Về phương diện sự nghiệp, tháng này thương quan xuất hiện là lời nhắc nhở để con giáp tuổi Tân Dậu phải khôn ngoan hơn trong cách nhìn người nếu không muốn phạm sai lầm. Có những người tỏ ra đáng tin cậy,
nhưng trong một hoàn cảnh nào đó họ mới lộ diện và bạn rất bất ngờ vì điều này đấy, là một người thẳng thắn và chân thành. Bạn luôn mong muốn mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch. Khi phát hiện ra điều gì đó bất thường trong công việc, hãy chủ động trình bày với cấp trên để giải quyết triệt để vấn đề nhé. Nếu không thể thay đổi hoặc cải thiện tình hình, bạn nên tạm quên mọi chuyện và tập trung làm tốt công việc của mình. Bạn là kiểu người cần tâm sự với người khác khi không hài lòng về công việc. Thế nhưng, nếu mở lòng với những người không đáng tin cậy, thì toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của bạn sẽ bị lệch lạc. Do đó, hãy lựa chọn người nghe, vì không phải ai bạn cũng thể nói hết suy nghĩ của mình ra như thế. Nhưng may mắn là bạn có khả năng cân bằng cảm xúc tuyệt vời đến mức phải ghen tị. Đồng thời, bạn cũng là người rất chu đáo và hào phóng. Bạn hiểu rõ những suy nghĩ của bản thân, nên có vấn đề gì thì bạn cũng đủ kiểm soát tình hình ngay sau đó. Thời gian này rất tốt cho việc bản mệnh tập trung phát triển trí tuệ. Bằng việc thu nạp thêm những kiến thức hay ho cho mình, bạn chẳng thể ép bản thân tìm hiểu điều bạn không thích. Do đó, chỉ có những gì khiến bạn tò mò, hứng thú thì hãy tìm hiểu bạn nhé. Khi bạn hiểu rằng phát triển bản thân là việc còn quan trọng hơn cả việc tập trung kiếm tiền, thì sẽ có ngày bạn gặt hái được thành công, cho dù mục tiêu của bạn không phải là tiền bạc hay công danh như bao người ngoài kia. Về phương diện tài lộc, xét về đường tài lộc của người tuổi Tân Dậu trong tháng 11 năm 2023 âm lịch này cho thấy, vì luôn muốn an toàn nên bản mệnh khó gia tăng tài sản của mình. Có thể bạn hiểu biết nhiều nhưng thiếu hành động, nên đã để những điều bạn biết kìm hãm năng lực kiếm tiền của mình. Nguyệt lệnh lâm từ cho thấy, bản mệnh là người thông minh, nhưng hay do dự, không quyết đoán, nên dù cơ hội luôn có đó nhưng bạn không nắm bắt được. Để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng, vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu còn bạn thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi, với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình, có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền đâu đấy. Lời khuyên là con giáp tuổi Tân Dậu nên làm ăn chân chính, tuy mọi thứ phát triển chậm, nhưng sẽ tốt hơn là việc tiền nhanh đến và nhanh đi, cuối cùng bạn chẳng thể tích lũy được gì. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Phương diện tình cảm của tuổi Tân Dậu trong tháng 11 năm 2023 nhìn chung suôn sẻ, hanh thông khi bạn trở nên hài hòa, vui vẻ với mọi người. Cũng là lúc bạn nhận được yêu thương nhiều nhất, bạn không thích ở một mình vì bạn thích việc chia sẻ cuộc sống với những người mình yêu thương. Thái âm cát tinh xuất hiện, tốt cho nữ mệnh, phù trợ cho nhân duyên thêm phần tốt đẹp. Bạn được người đàn ông của mình yêu chiều, chăm sóc tận tình nhiều, cặp đôi nhân cơ hội này để lên kế hoạch kết hôn hoặc có con. Người độc thân có thể bất chợt rơi vào lưới tình, dẫu cho đang tập trung vào sự nghiệp, việc mà bạn chưa từng lên kế hoạch lại xảy ra một cách tự nhiên, chính bạn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Để khiến con giáp tuổi Tân Dậu rung động, nửa kia của bạn phải là một người đáng tin cậy, họ cũng phải biết cách quản lý cảm xúc của mình và luôn cố gắng thể hiện sự trưởng thành trong mối quan hệ. Về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Tân Dậu không có gì phải quá lo ngại cả. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Thất xích bay về trung cung dự báo, bản mệnh tháng này dễ bị thương tích vì kim loại. Do đó, khi làm việc với dao kéo hoặc các dụng cụ tương tự thì bạn nhất định phải cẩn trọng kẻo, xước tay, xước chân đấy nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Cơ hội cho những ai đang ốm đau sẽ hồi sức nhanh hoặc tìm được bác sĩ phù hợp để chữa bệnh cho mình. Thời gian này có thể thấy người tuổi Tân Dậu quan tâm, chăm sóc sức khỏe của mình hơn bao giờ hết. Để thực hiện kế hoạch giảm cân hay tăng cân, bạn rất nghiêm túc tuân thủ chế độ dinh dưỡng đã được đề xuất. Không những vậy, bạn còn tới phòng gym hoặc tìm cách vận động ở nhà vào những giờ nhất định. Có thể nói, tính kỷ luật mà người tuổi Tân Dậu đang xây dựng hứa hẹn sẽ sớm cho bạn kết quả xứng đáng trong thời gian tới. Vì thế bản mệnh nhất định không được nản chí nếu thời gian đầu cảm thấy việc này có chút khó khăn, trở ngại nhé. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng giai đoạn và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường tử vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 11 này nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Thưa quý vị, hướng xây nhà hợp với tuổi Tân Dậu. Do bổn mạng không tốt, vậy nên cần xem hướng xây nhà tuổi Tân Dậu 1981 thật cẩn thận và chắc chắn để tránh gặp phải các hạn xui, không may. Hướng phương vị, ta có thể dựa vào bát quái để tìm mệnh cung phù hợp cho gia chủ. Nam Tân Dậu sinh năm 1981, có mệnh khảm, thủy, thuộc đông tứ mệnh nên hướng nhà hợp là hướng đông nam, đông, nam và hướng bắc. Ngược lại, gia chủ Tân Dậu nữ lại có cung mệnh khôn, thổ, thuộc tây tứ mệnh nên khi xây nhà hướng hợp với tuổi là các hướng đông bắc,
hướng Tây, hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam. Hướng khí hậu, xây nhà không chỉ xem phương vị mà còn cần lưu ý hướng nắng, gió. Đối với khí hậu đặc trưng của Việt Nam, đa phần mọi người chọn hướng xây nhà là hướng Nam để dễ dàng đón gió vào mùa hè, tránh rét vào mùa đông, có như thế không gian sống mới mát mẻ và ấm áp. Hướng cung trạch, Nam Tân Dậu sẽ hợp với các hướng Đông Nam, Đông, Nam và hướng Bắc. Trong khi đó, Nữ Tân Dậu lại hợp với hướng Đông Bắc, Tây, Tây Bắc và hướng Tây Nam. Hướng xây nhà khắc mệnh tuổi Tân Dậu nên tránh. Nếu xây nhà cho người tuổi Tân Dậu cần xem hướng tốt, thì cũng cần lưu tâm đến những hướng khác cho gia chủ. Việc xem hướng xây nhà khắc mệnh tuổi Tân Dậu để có thể tránh các trường hợp gây hại cho gia chủ. Hướng Tây Bắc được xem như lục sát, tương ứng với nhà có sát khí lớn. Xây nhà hướng này thường sẽ gặp nhiều rắc rối về đường sự nghiệp, tình duyên cũng như chuyện tình cảm không mấy thuận lợi, ra đường cũng dễ gặp phải tai nạn hơn. Hướng Đông Bắc, đối với người tuổi Tân Dậu thì đây là hướng của ngũ quỷ, xây nhà hướng này dễ gặp nhiều tai họa, nguồn thu nhập cũng mất đi nhanh chóng. Hướng Tây, nhà xây hướng này có nguồn hung khí sắc nhọn hay còn gọi là họa hại, bất cứ việc gì đều nhận lại những kết quả không may, sóng gió triền miên. Hướng Tây Nam được xem là hướng xấu nhất với những gia chủ mệnh Tân Dậu, khi đây được cho là hướng tuyệt mệnh, chết chóc. Nếu bất cẩn xây nhà hướng này, sẽ khiến gia đạo gặp phải tình trạng ốm đau, bệnh tật, sức khỏe suy yếu và có nguy cơ bệnh tật nặng, gây ảnh hưởng tới tính mạng. Có thể bạn không biết, nhưng với người tuổi Dậu sinh năm 1981 thì cần tuyệt đối lưu ý tới những điều trên, tuyệt đối tránh xây nhà hướng về những phương đã kể trên để gia đạo an bình. Tử vi hàng tuần tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1 tuổi Tân Dậu tháng 11 âm lịch 2023. Dự báo, tuần mới có nhiều thông tin thú vị, hơn nữa bạn vốn là con giáp có sức ảnh hưởng, nên rất nhiều người sẽ muốn sát cánh cùng bạn trên DICH cao danh vọng này. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn luôn có sự lựa chọn người bạn đồng hành đúng đắn và hợp lý. Tuổi Tân Dậu có cơ hội tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên một nửa của mình trong tuần mới. Bạn cũng có thể cân nhắc một chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần để hâm nóng tình cảm. Thiên Đức dự báo cơ hội phát tài phát lộc đang đến với con giáp tuổi Tân Dậu. Bạn hãy vui vẻ đón nhận dù đó là một cơ hội nhỏ, nhưng vẫn hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu lớn cho bạn trong thời gian sắp tới. Thậm chí bạn còn đủ tiền để trang trải cuộc sống của mình một cách dễ dàng. Thời gian này cũng phù hợp để bạn có thể sẵn sàng sắp xếp lại cuộc sống hiện tại. Bạn sẽ bắt đầu bằng việc tối giản hóa hoặc dọn dẹp không gian xung quanh. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng, quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất. Con số may mắn: nam 7, 76, 02, 98, nữ 8, 34, 95, 07. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Dậu, tháng 11 âm lịch 2023. Tuần mới dự báo, tuổi Tân Dậu sẽ có được những thành tựu nho nhỏ trong công việc nếu biết cách sắp xếp lịch trình khôn ngoan. Bạn đạt được hiệu quả công việc ở mức cao và gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi. Trong giao tiếp, nhất là vào khoảng giữa tuần, bạn sẽ gây ấn tượng mạnh với những người mới quen với hình ảnh một con người bình tĩnh, khôn ngoan và hiểu biết. Vận trình tình cảm của tuổi Tân Dậu đang ngày càng tăng tiến. Hai người đã biết lắng nghe nhau hơn, tôn trọng ý kiến của đối phương, nhờ đó mà bạn lại cảm nhận được tình yêu đang lớn dần lên giữa hai người. Sự xuất hiện của Thái Tuế hung tinh nhắc nhở bạn nên thận trọng hơn về khía cạnh sức khỏe. Ngoài ra, nếu không thận trọng khi làm việc hay tham gia giao thông, rất dễ có tai nạn bất ngờ. Bản mệnh cũng cẩn thận trong công việc khi xuất hành đi xa. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Con số may mắn, nam, 4, 59, 13, 75, nữ, 2, 22, 78, 40. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Dậu, tháng 11 âm lịch 2023. Tuần mới đòi hỏi con giáp tuổi Tân Dậu phải tập trung để xử lý các vấn đề, nhất là khi không có ai hỗ trợ, giúp sức. Ngoài ra bạn cũng đừng đợi có ai đó giúp mình, vì việc này gần như là không thể. Dịch mã xuất hiện, khuyến khích tuổi Tân Dậu phải đi xa để tìm kiếm cơ hội tiền bạc cho mình. Đến một vùng đất mới, bạn cũng được học hỏi nhiều hơn. Từ đó mà có cách nhìn và đánh giá mọi việc một cách khôn ngoan hơn trước. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng quá nhiều khía cạnh sức khỏe của mình,
thì tuổi Tân Dậu cũng cần chú ý cân bằng và phân bổ thời gian giữa công việc và vui chơi, giải trí. Bạn nên có quãng nghỉ cần thiết để tránh việc bản thân tham lam công việc, ảnh hưởng sức khỏe. Vận trình tình cảm không được tốt khi cả hai cùng bận rộn và không ai chịu dành thời gian nhìn lại hay quan tâm tới nửa kia của mình. Rắc rối ngày càng gia tăng khi thiếu sự chia sẻ và thường xuyên xảy ra những giận hờn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Con số may mắn: nam 4, 48, 20, 66, nữ 2, 65, 58, 30. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Dậu, tháng 11 âm lịch 2023. Con giáp tuổi Tân Dậu tuần này vô cùng nhạy cảm, bạn có khả năng biết được chính xác những gì đang diễn ra và tuyệt vời hơn, bạn sẽ hiểu được suy nghĩ sâu thẳm của những người xung quanh. Đây là một phần của giác quan nhạy bén mà bạn được ông trời phú cho. Cho dù vận trình tình cảm thời gian này đi xuống, nhưng bạn hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu và bạn đang kiên nhẫn để sửa chữa. Tuổi Tân Dậu cần một chút kiên nhẫn để có thể cải thiện những căng thẳng trong đời sống tình cảm của mình. Bạn cũng hiểu được tầm quan trọng của một tâm trí khỏe mạnh. Bạn muốn loại bỏ những vật dụng không cần thiết. Điều đó cũng sẽ giúp bạn giải phóng những điều tiêu cực trong tâm trí. Đừng quá lo lắng vì mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo của nó. Ngũ quỷ dự báo những vấn đề không tốt liên quan tới sức khỏe. Do đó, bản mệnh không nên bỏ bê bản thân chỉ vì công việc hay mãi chạy theo tiền bạc. Đừng để đến khi ngã bệnh mới nói giá như thì cũng đã muộn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Con số may mắn: nam 1, 89, 37, 79, nữ 5, 27, 96, 45. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.